Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ thị sát tiến độ triển khai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đánh giá về tiến độ của dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần và quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ. Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bà Rịa Vũng Tàu về việc phân bổ 600 tỷ đồng cho giai đoạn 2023-2025. Dịp này, Thủ tướng đã dự phát lệnh làm hàng đầu xuân tại cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép TCIT thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân. Phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2023 để tăng tốc bứt phá về đích, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghe Ban Cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo công tác triển khai nhiệm vụ chương trình làm việc năm 2024. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra và các ban của Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tỉnh đoàn, căn cứ chương trình làm việc năm 2024, xây dựng kế hoạch cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và đạt hiệu quả cao nhất. Trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, các tàu mẹ cập cảng biển khu vực Cái Mép Thị Vải làm hàng liên tục, kéo theo hoạt động khai thác hết sức nhộn nhịp. Đây là tín hiệu vui, cho thấy sự phục hồi của hoạt động cảng biển, củng cố niềm tin và hy vọng về một bức tranh khởi sắc hơn. Ở đó, Cái Mép Thị Vải sẽ vượt qua khó khăn để trở lại với tốc độ tăng trưởng hai con số như nhiều năm trước đây. Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, đến cuối tuần này, trên địa bàn tỉnh có khoảng 85% doanh nghiệp khai trương sản xuất trở lại, với đa phần lao động trở lại làm việc đầy đủ. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, năm nay một số doanh nghiệp ra quân sản xuất vào ngày mùng 6 Tết, số còn lại là vào ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 tháng Giêng. Đối với một số doanh nghiệp thuộc ngành nghề đặc thù như hóa dầu, nước, sản xuất kính, gạch, sản xuất khí, điện đạm, thì dây chuyền phân xưởng sản xuất vẫn hoạt động xuyên kỳ nghỉ Tết. Những lao động làm việc trong dịp này đều được đảm bảo chế độ theo quy định của Bộ Luật Lao động. Nhờ chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch thân thiện, văn minh, cùng với thời tiết ủng hộ, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu vừa khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, kéo dài 7 ngày, vui tươi, an toàn, đồng thời cũng mở ra một năm mới lạc quan. Từ mùng 1 đến hết mùng 5 Tết, tổng lượng khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt hơn 684.000 lượt, tăng 2,23% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế khoảng 10.897 lượt, doanh thu hơn 558 tỷ đồng, tăng 3,73% so với cùng kỳ, công suất phòng khoảng 80-85%. Nhờ chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, trang trí ngoài cảnh đẹp, mức giá không tăng so với dịp Tết Quý Mão 2023, nên du khách đã rất hài lòng khi lựa chọn điểm đến Bà Rịa Vũng Tàu. Hơn 200 ngư dân trên địa bàn huyện Long Điền đã tham gia chương trình họp mặt, tặng quà và tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định lần thứ hai năm 2024 do Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền tổ chức. Lãnh đạo huyện Long Điền đã tặng 300 phần quà và chúc bà con một năm thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy ghe, đồng thời đề nghị bà con ngư dân tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng chống IUU. Từ ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quay trở lại làm việc, thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc. Khi thế làm việc hăng say, nghiêm túc của cán bộ, công chức, viên chức, hứa hẹn một năm mới với nhiều thành công mới, giúp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu duy trì thứ hạng chỉ số cải cách hành chính nằm trong nhóm 10 tỉnh thành phố cao nhất cả nước, đảm bảo tối thiểu 90% người dân hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tối thiểu 98%.
Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu vào top 15 toàn quốc ở Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Đây là một trong hai nội dung trọng tâm của kế hoạch 270 về tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tỉnh năm 2024 của Ủy ban Nhân tỉnh đề ra do Sở Văn hóa Thể thao vừa triển khai. Ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh cũng đặt ra mục tiêu đạt 340 huy chương tại các giải quốc gia, vô địch trẻ quốc gia, vô địch cúp, câu lạc bộ quốc gia theo hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao năm 2024.